Vâng, tầm tầm 15 là nhiều tháng 3 rồi. Không ngờ cây 9 giờ nó vẫn xuống. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và cùng đánh giá. Trên con đường chia sẻ, nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả những giá trị chia sẻ của bản thân tôi đều là những chứng minh thực tế trên thị trường để cảnh báo đến nhà đầu tư về các vấn nạn trên thị trường và cho nhà đầu tư nhìn thấy rõ về các kỹ năng giao dịch và các giá trị vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tiễn. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện Á quân Forex thế giới hay Ro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hay bất kỳ một thằng nào đang copy trade hay ủy thác Forex trên thị trường mà ra ngoài chỉ là bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng và nhà sử dụng trading view để vẽ vời và đặt lệnh chờ, chụp hình trên điện thoại thì xin lỗi nhà đầu tư, đó là những thằng lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá, hãy đi chậm lại để thấy rõ được các giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế. Chỉ có những giá trị thực tế trên thị trường và những lịch sử giao dịch chúng ta mới biết được rằng người đó có giao dịch, người đó có vận dụng, người đó có áp dụng được vào thực tiễn hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ và cảnh báo đến nhà đầu tư và cho nhà đầu tư thấy rõ về các vấn nạn và các giá trị thực tiễn trên thị trường. Đây là cả một quá trình dài để nhà đầu tư có thể thấy rõ được bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex vận dụng và áp dụng ở trong thị trường để tạo ra lợi nhuận, để chứng minh cho nhà đầu tư mỗi một giá trị kiến thức, mỗi một giá trị của phương pháp, mỗi một giá trị của kinh nghiệm trên thị trường phải cần được người đứng ra chia sẻ, họ minh chứng vào trong thực tế, chứ không phải lên trên thị trường quay về quá khứ bách test lại và gì nhỉ, sử dụng trading view và gì nhỉ, sử dụng chiến lược hoặc là nhà tư vấn chiến lược để bịp bợm dỗ dành nhà đầu tư vào những giá trị lừa đảo mà ngay chính bản thân bọn chúng còn không chịu áp dụng vào trong thực tế. Vậy thì làm sao chính các nhà đầu tư ra ngoài có thể áp dụng vào trong thực tế trên thị trường để tạo ra những giá trị lợi nhuận trên thị trường? Đó, mời nhà đầu tư theo dõi. Tôi đánh lệnh này từ lúc là 16 tây tháng 6 ở cửa lò nhé. Thì tài khoản này thì tôi đã rút về khoảng tầm 13.000 rồi. Thì nhà đầu tư có thể tua lại quá khứ nha. Thì xuất phát của tài khoản này thì rất là thấp, chỉ có 261 đô thì đã rút về 13.000 và bây giờ còn lại là 199 đô tiếp tục đánh lên. Và vậy thì nhà đầu tư có thể thấy rõ là trên con đường mà chúng ta chia sẻ, trên con đường mà chúng ta tham gia vào giao dịch ở trên thị trường thì chỉ có giao dịch thực tế chúng ta mới đánh giá được thôi. Phân tích thằng nào cũng phân tích được, đọc lệnh thằng nào cũng đọc lệnh được, đưa về quá khứ để backtest thằng nào cũng làm được, nhưng chỉ có một thứ là giao dịch thực tế chứng minh cho cả quá trình đó thì tuyệt nhiên không có một ai. Chào chị Mỹ Ngọc nha. Thì đây, thì tôi trực tiếp cùng với cả các học viên của bản thân tôi để chứng minh ở trong thực tế tài khoản này đánh hay không đó, quá nét luôn. Đánh nhẽ hôm bữa là chỗ này là em đánh lên 0,5 nữa. Nhưng mà sợ hôm kia run. Đây, hôm bữa cho xem bên này. Đây nha, đúng chưa? À đây đây, chi chi chi. Đây. Nè. Thế em tính vào nữa mà lúc anh nghe nói cũng phải run. Đây đây. Đây này, dạ sư phụ rồi. À. Đấy, em nhồi hết, em báo trước rồi mà. Em báo trước là nó còn quay lại trên đấy mà. À. Đó, thấy đánh ngột kiểu. Hôm qua có phải ba mấy đô, 34 đô win lên rồi. Gần mẹ 1.000 đô, đúng một ngày không? Đúng rồi. Đó, mọi người có thể thấy rõ. Ê, trên chiếc thì tôi nói hẳn với cả anh em luôn, cùng em cũng nói hẳn cả mấy anh em là mình không có đánh trên nha, mình không có bám vào xu hướng nha, bản thân gì nhỉ, không có vẽ vời ra kháng cự hỗ trợ rồi supply demand hay trend hay mô hình nến, tuyệt đối là không có sử dụng. Những gì em dạy thì đưa vào trong đó mà áp dụng. Đó, em minh chứng thực tế, anh ngồi đây anh thấy em đánh thực tế không? Đó, em ngồi cả ngày, đâu có phải là nhất thiết cả ngày em đánh, nhưng mà đúng điểm đánh kinh không? Đó, đây.
Này. Thấy chưa, lên tiền chưa? Gần 200 ngàn lại chưa? Nè. Đây nè. Toàn bộ lịch sử nè. Đêm qua có đánh không? Sẽ xanh mướt. Có đúng cây bay lên đây không? 30 lót đúng không? Đúng. Ăn 2.000 cộng ngày hôm qua phải ăn 3.000 mấy chưa? Ngưng không đánh. Có đúng về đây không? Em đánh xong cây này em mới để khoảng nửa tiếng em ra nhìn đây. Thấy có hai cái điện thoại vẫn đang mở nhé. Có đúng hôm qua em bảo là phải về dưới 1.800 không? Chuẩn chưa? Đó, thế nên là gì nhỉ? Khi mà chơi trọt là phải nhìn nhận vào trong thực tế trên thị trường. Tài khoản này là ăn nhiều chưa? Nhìn này. 30 lót ăn hơn, vừa nãy xuống kia là ăn hơn 200.000 nhá. Kinh chưa? Đó. Mình không biết đánh thì mình mới đi được lệnh như vậy. Còn bọn ngoài nó biết đánh thì nó sẽ khác, hiểu không? Là nó đâu có chứng minh được thực tế đâu. Tâm ơi, đó thấy em đưa ra đó. Đó, ai nhìn mà chẳng sốt, nhưng mà thấy không, tóc thì bạc rồi, mình phải trả giá rất là đắt. Nè nè, chụp cho anh cái rồi quay cho anh một đoạn. Rồi hôm nay học tiếp nha. Rồi để đêm nay bắt đầu áp dụng ép OMC nha. Và còn anh về phải luyện. Ok chưa? Rồi đợt tới thu xếp xuống Sài Gòn ở dưới đấy. Ok chưa? Chứ còn học này chỉ để cho biết thôi. Ông này học lần đầu cũng về hoang mang không? Ông này học lần đầu về cũng chưa chắc hiểu cái gì đâu. Nhưng mà có phải càng học nhiều bắt đầu càng vỡ ra không? Đó. Đi phải thận trọng thôi. Chứ không phải là mình liều đâu. Đó, đây là tài khoản đang ăn nhé, cũng anh em học viên đang xem. Đó. Đây. Tài khoản live, đang live stream luôn. Đó. Đánh từ 199 đô lên 6.000 mấy này. Đó, ok nha. Bật nhỏ lại chưa? Tổng một dàn tài khoản của em ăn hơn 2 triệu thôi. Kinh không? Từ 16 tây tháng 4, 16 tây tháng 5, giờ gần 2 tháng chưa? Nhưng có bên ngoài lèo tèo có ai biết em đánh cái kiểu gì đâu. Rồi, thôi chào anh em nha. Mình lên tài khoản khác cho anh em xem. Nếu không anh em lại kêu củi.